Vâng, xin chào bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu tua ring dòng gian SL, XKSL. Thì đây là một trong những mẫu bên em đánh giá rất là cao về cái giá thành rất là tốt. Một trong những mẫu mà bên em bán rất là chạy, dòng XKSL2 với cái tông màu đỏ. Dòng tua ring phù hợp cho mọi lứa tuổi đều đi được cái dòng xe XK dòng gian tua ring này. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, đây là một thương hiệu đến từ Gian, model Gian XKSL2. Mà đây cũng là một trong những mẫu dòng touring rất là bán chạy trên cửa hàng bên kia xe đạp. Và xe mình đã rất là mới, tầm ở trên 90% xe. Với lưỡi sừng cũng rất là đẹp các nhá, rất là bóng và sáng. Đây có thể đánh giá rõ vì cái lưỡi sừng của xe này rất là đẹp xe. Xe trang bị với bộ diêm sườn cao cấp, làm từ hợp kim nhôm alloy XL, hợp kim nhôm cao cấp siêu nhẹ của dòng Gian. Thì như ông biết thì những dòng Gian từ alloy bình thường, hàng tầm trung và alloy XL, dòng cao cấp, dòng Gian XKSL2. Lần này em về một chiếc màu đỏ rất là mới. Ghi đông cổ phốt chính hãng của Gian bản theo xe, thương hiệu Gian. Tay lắm cao su đúc chính hãng của nguyên bản trong xe của Gian luôn. Xe sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano, trang bị với 8 tầng lip. Và cụm phanh trước là cụm phanh dầu thủy lực của Techo. Bên tay phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Techo. Sử dụng với bộ dây sườn cao cấp, dành cho những thức như bác yêu thích cái màu tông màu đỏ, tông màu nổi. Càng nguyên bản trong xe càng của Gian. Vành chính hãng của Gian, vành SR2, vành đĩa. Sử dụng lốp Canada nguyên bản trong xe. Cọc yên nhôm, yên chính hãng của xe, nguyên bản trong xe, yên của Gian. Gạt đĩa của Shimano Thule TX. Đây, xe còn rất là mới đâu mà vẫn còn cái tem đỏ của gạt đĩa trên xe, vẫn còn có miếng la tô chống va đập của đùi đĩa. Đằng sau sử dụng với củ đề Shimano Thule TX, trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano, lip đen. Xe rất ít sử dụng đâu mà là cái gạt bên trong, gạt chắn bảo vệ lip còn rất là mới và trong suốt. Vành đằng sau sử dụng với vành của SR2, vành của Gian, kích thước lốp 700 x 28 c. Từ đây cũng đánh giá rất là cao về cái mẫu dòng Gian SL2, cũng là model dòng thương hiệu dòng touring mà giá thành rất tốt bên em. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Và nó đo chiều cao đứng của khung xe là size 50, tức là size M. Thế là các bác là 1m63 đến trên 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip, xe trang bị với 8 tầng lip đen chính hãng của Shimano. Xe rất ít sử dụng các nhá, xuống lip. Đơn mang xe rất là mới, trên 95%, 90-95%. 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vẫn tương thua mượt mà. Xe rất là mới, của dòng Gian Touring. Những bác nào mà yêu thích những dòng xe đạp đi bộ thể thao nhẹ nhàng thì lên mua những chiếc xe dòng touring dòng Gian XK. Đây cũng là một cái mẫu mà bên em rất là bán chạy. Và xe giá rất tốt bên em là 7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trước ngày mai.